Hay là tôi xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ mọi tổ quốc, nhất là những anh em đam mê câu ISO. Hôm nay tiếp tục lên cho anh em một clip gồm 10 cái câu ISO nha anh em. Tất cả những cần này đều ok hết, không lỗi phen nứt bể nào hết. Nếu anh em về kiểm tra mà không như clip em lên thì anh em có thể trả về cho em. Và nói thật mà nói thì em ISO và cần lục á, thì em cũng chưa bao giờ câu qua, nên nếu em không cung cấp cho anh em những thông tin nào á, mà thiếu á, anh em có thể inbox hoặc alo thẳng nha. Rồi, cảm ơn anh em. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi mà không giống clip thì anh em có thể trả về cho em. Rồi. Rồi, để đi vô cây thứ nhất nha mọi người. Cây thứ nhất là một cây ISO nội địa Nhật. Hàng dài 3,3 m. Chất liệu carbon nha anh em. Hàng độ mới thì rất là ok nha. Đây. À, được quán chỉ của hàng còn rất là mới anh em. Bát là bát Fuji Japan, fan là fan Fuji nha anh em. Tất cả fan đều ok hết, nói chung là căn này còn rất là mới. Anh em có thể thấy cây này dài 3,3 m, thích hợp cho anh em đánh cảm giác câu cha câu trên bè. Đọc đấy đây. Cây này thì nặng 150 g, thu gọn 76 cm, đọt 0.8 ly, độ cứng ra tầm khoảng 2H so với cần tay. Giá công khai là 500k nha anh em. Một cây ISO 3,3 m rất là mới. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 là một cây cần nội địa Nhật. Tem nó đây. Cây này nó trôi mất cái hiệu rồi. Cây này thì dài 5,4 m, đọt số 3. Cây này sở hữu dàn phen là dàn phen Fujisit nha anh em. Dàn phen là phen Fujisit. Đó, xịn sò. Tất cả phen đều ok hết, không lỗi. Hàng chất liệu là chất liệu carbon. Bát là bát Fuji. Cây này thì nặng 400 g, thu gọn là 90 cm, thu gọn 90 cm, đọt 1,7 ly, độ cứng ra tầm khoảng 4H đến 5H nha anh em. Đây, đọt khá là bự, để em kéo từ lỏng ra cho anh em xem. Nói chung là cần này xước sát một tí. Đây, lỏng thứ hai xước sát nha anh em, lỏng thứ ba là ok. Carbon xanh nha nè. Rất là đẹp. Những lóng trên này thì ok. Đọc nó đây. Đó. Đọc nó sẵn nha nè. Sẵn chìm nha. Nói chung là dạng carbon sẵn chìm. Đây, đọc nó đây. Đọc nó ra tầm khoảng 3H tới 4H cần tay nha nè. Từ 4 đến 5H cho cần tay. Phen này phen Fujisit. Rồi, giá công khai nha anh em, giá công khai là 700k, cây số 2. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Một cây cần ISO tem tem gì? Cây này của Korea. Tựa tựa giống Korea. Cây này sở hữu dòng phen vẫn là dòng phen Fuji nha anh em. Phen Fuji. Bufusi nha. Cây này thì carbon là carbon sẵn quăng nha anh em. Đọc ở đây. Sẵn quăng chìm nha anh em. Đó, anh em có thể thấy. Đây. Carbon sẵn quăng chìm nha. Rất đẹp. Cây này thì đọt số 2, dài 4,5 m. Bát là bát Fuji. Nặng là 180 g, rất là nhẹ. Thu gọn là 102 cm. Đọt là 1,4 ly, có độ cứng tầm khoảng 4H so với cần tay. Đây. Đọt khá nãy nha anh em.
cho 4H so với cần tay. Cây này hạ tay cũng rất là ok vì nó rất là nhẹ. Giá 700k nha anh em. Nó có phiên có bass luôn mà nặng 180g. Nếu mà hạ tay thì rất là nhẹ nha anh em. Đó, cây số 3 700k. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 là một cây cần ISO đọt số 3 và 4m5. Hàng 2 wire carbon. Hàng nội địa anh em. Cây này là bass Pussy. Góc ở đây nó xước xát một tí, không phải xước xát mà nó bị dơ thôi. Cây này vẫn là sử dụng phen là phen Pussy anh em. Phen là phen Pussy. Tất cả phen đều ok, không lỗi. Cây này thuộc dạng carbon sắn quăng, rất là ok nha anh em. Lóng thứ nhất nó sai sự sát, lóng thứ hai khá ok nha, nhìn khá đẹp. Nói chung những cây này nó đã sử dụng qua rồi, ngoại hình nó mới thì rất là hiếm. Đây, đọt nó đây, đọt số 3. Khá cứng nha anh em, cây này khá cứng. Cứng như cây cờ luôn á. Cây này thì nặng là 200g, thu gọn là 105cm. Đọt là 1.6, cái độ cứng là khoảng 5H tới 6H so với cần tay. Giá là bạn cũng là 700k nha anh em. Cây này hạ tay đánh bao ok luôn á. Bao săn hàng. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 là một cây cần của TFC, hàng nội địa. Đảm bảo 100% với anh em luôn. Cây này thì đọt số 2, dài 4m5. Hàng carbon. Bass là bass Fuji. Phen là phen Fuji nha anh em. Hàng vẫn là một hàng carbon sắn quăng. Đó. Nói chung thì cần thì xước xát rất là ít. Nói chung hàng carbon sắn quăng này thì khá ok rồi. Sắn quăng chìm nha anh em. Nói chung là rất mới. Đọc nó đây. Cái này thì nặng là 200g, thu gọn 107cm. Đọt là 0.8, độ cứng ra tầm khoảng 2H cỡ đến 3H. Giá khoảng là 700k nha anh em. Cây này hạ tay cũng ok, chắc là ok. Cây số 6. Cây số 6 là một cây găm lút. Hàng carbon sắn quăng nha anh em, quăng nổi. Cây này super carbon, siêu carbon, hàng alpha, hàng quốc cầu via xuất Nhật. Tem đây, tem còn. Đọt số 1, dài 4m, dài 5m4. Bass là bass Pussy. Phen là phen Pussy nha anh em. Đây, hàng carbon sắn quăng nổi nha anh em. Giờ vô nhắm tay luôn á. Nói chung là cần thì vẫn xuất sắc thời gian, không tránh được. Phần đọt ở đây. Đọt này con cây này khá dẻo nha anh em. Đọt cây này chiên cẩm chấm gác luôn á. Cây này thì nặng là 240g, thu gọn 102cm. Đọt là 0.8 ly, đọt cứng gơ tầm khoảng 2H cỡ đến 3H. Giá khoảng là 700k nha anh em. Cái cần số 6, đọt số 1, dài 4m5.
Tiếp theo sẽ là cây cần số 7. Cây cần số 7 là một cây cần khá là thương hiệu, cây G-Gen, hàng của Daiwa nha anh em. Daiwa G-Gen thì máy câu thì anh em biết rồi. Đây là cây đầu tiên em thấy hàng G-Gen, hàng ISO, đọt 1.5, dài 5m3, bát là bát Fuji, được sơn là sơn kim tuyến, kim tuyến dạ, cân bạc, sơn bạc kim tuyến nha anh em. Rất là đẹp, đây tem sức nội địa Nhật, hàng của Korea nha anh em. Mã có đầy đủ, cần này rất là đẹp nha. Nói chung là cây này ít xuất sắc, đóng ngoài ít xuất sắc, những lóng trong đây đó vẫn có sức dâm một hai chỗ nha anh em. Nói chung là càng rất mới, càng ngoại hình sao thì em nói với anh em vậy thôi. Rất là đẹp nha, cây này ra đánh câu là nắng chiếu luôn á. Đọt nó đây, đọt nó công hình chữ C, khá nảy nha anh em. Đọt sắn này, đọt sắn nổi răng nha anh em. Cây này rất đẹp, phen là phen Fuji. Cây này thì nặng là 200g, thu gọn là 100cm, đọt là 1 ly mốt, độ cứng tầm khoảng 3H-4H so với cần tay, giá khoảng là 700k anh em. Một cây đây qua hàng G-Gen. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 là một cây cần nội địa Nhật, cây chắc Korea xuất Nhật đây, một cây cần Korea xuất Nhật, hàng super carbon, hàng siêu carbon. Cây này ngoại hình khá là ok, bát là bát Fuji, 2.5, dài 5m4 nha anh em. Phen vẫn là phen Fuji. Nói chung hàng này hàng carbon, carbon sắn chìm. Nói chung ngoại hình ít xuất sắc. Cây này được phủ một lớp sơn đen nha anh em. Đọt nó đây, đọt nó khá ok, khá cứng nha. Cái này thì thông số sẽ là nặng là 310g, thu gọn 105cm, đọt là 1 ly 6, cứng tầm 5H, giá là 700k. Tiếp theo sẽ là cây số 9. Cây số 9 là một cây Daiwa, hàng nội địa Nhật, ngoại hình xuất sắc nha anh em, ngoại hình xuất sắc nha anh em. Đó, cây này là một cây nội địa Nhật, hàng Daiwa, tại quả bát là bát Fuji, hàng carbon sắn nổi quăng, phen là phen Fuji nha anh em. Nói chung là cây này vẫn xuất sắc qua thời gian nha anh em. Hàng đây qua thương hiệu rồi, khỏi bàn khỏi nói. Đọt là đọt sáng quăng nha anh em. Đọt khá dẻo nha anh em. Cây này thì thông số sẽ là nặng là 400g, thu gọn là 110cm, đọt là 1 ly 3, độ cứng tầm khoảng 2H nha anh em, 2H 3H, giá khoảng là 700k. Tiếp theo cây số 10, cây cuối cùng.
một cây cần của Korea. Cây này rất là mới, độ mới đi ra tầm khoảng 90-95%. Cây này dài 7m2, đọt số 3, hàng Korea nha anh em. Hàng Korea xuất thị trường Nhật, có tem đây. Bát là bát Fuji. Đôi cần còn khá là mới nha anh em. Cây này là một cây carbon được sơn kim tuyến, bạc kim tuyến nha anh em. Rất là đẹp. Sợ cái này bao đẹp vậy. Đây, khúc này thì thấy nó sáng. Các bạn sẵn chìm nha anh em. Đọt nó đây. Đó. Đọt đây, đọt các bạn sẵn đây. Đọt cũng khá cứng nha anh em. Đó. Cái này thì thông số sẽ là nặng là 540 g, rất là nặng. Thu gọn là 105 cm. À, đọt 1.4 ly, à, độ cứng tầm khoảng 3H-4H, giá khoảng là 700k. Đó là tổng cộng 10 cây cần ISO em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cây nào thì có thể liên hệ thẳng với em. Em để số điện thoại ở góc này của màn hình. Rồi, cảm ơn anh em.